xin chào anh em chào mừng anh em quay trở lại với kênh thiên nhai tv hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chuyển đổi từ tài khoản zalo sang tài khoản zin id à, cái cách chuyển đổi này thì nó cũng không quá khó nhưng cũng không quá dễ một số anh em chúng ta làm thao tác vẫn bị lỗi rất nhiều do đó anh em hãy cố gắng quan sát từng cái bước hướng dẫn của mình nha bây giờ mình sẽ bắt đầu đi vào vấn đề rồi đầu tiên mình sẽ nói với những anh em nào mà chúng ta thực hiện chuyển đổi từ hai tài khoản Zalo trở lên trên một cái máy tính á, thì chúng ta cần làm cho mình cái thao tác này trước tiên nha anh em ơi. Cái này là dành cho những anh em nào mà chúng ta đã chuyển đổi một tài khoản Zalo rồi, à, chúng ta làm thực hiện tới tài khoản thứ hai thì anh em phải làm cái bước này. Còn với những anh em nào mà chưa có thực hiện chuyển đổi tài khoản Zalo nào sang Zinady thì chúng ta không cần làm bước này nha. Đây là cái bước mình sẽ xóa cookie. Anh em sẽ vào cái phần cài đặt đây hai dấu ba chấm phía trên góc phải đây chúng ta vào đây, chúng ta chọn cài đặt anh em sẽ vào cho mình cái quyền riêng tư và bảo mật ở đây ha chúng ta chọn cái xóa dữ liệu duyệt web kích vô đây ở đây thì mình bỏ dấu tích đừng có tích vào cái dấu lịch sử duyệt web này nha cái này là lịch sử duyệt web của anh em để chúng ta nhớ là những trang web chúng ta đã duyệt anh em chọn cho mình cái dấu tích đó là cookie ở đây chỉ cần cookie thì được rồi anh em muốn xóa luôn phần tiệm ảnh này cũng được không sao và anh em tốt nhất là mình nên chọn khoảng 1 giờ qua hoặc 24 giờ qua thôi tại vì một số cái đăng nhập của những cái web khác mình không muốn xóa cho đó mình sẽ giữ lại nha anh em ơi rồi mình sẽ chọn là một giờ qua anh em bỏ bấm xóa dữ liệu là ok rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại mở một cái tab mới và anh em sẽ gõ cho mình cái link đường dẫn đó là account.zin.id ở đây cái này đó lúc anh em sẽ ra một cái trang web nó trắng tươi anh em cứ việc bấm reset lại đi ha mình cứ bấm reset lại thì nó sẽ load lại những cái item những cái hình ảnh này đầy đủ cho anh em vậy đó anh em gặp cái web trắng đó anh em gặp cái web trắng này nè đó mình cứ việc bấm load lại nó sẽ ra nha anh em ơi cái này là do đông quá do đó nó hơi bị lắc xíu rồi mình sẽ chọn tới đúng cái game mà mình đang tham gia muốn chuyển đổi anh em nào chơi tiết Ân thì chuyển đổi tiết ưng anh em nào chơi những game khác chúng ta chuyển đổi nha mình sẽ chuyển đổi từ cái game võ lâm truyền kiều ba chúng ta kích vào chữ đăng nhập ở đây ở đây chúng ta sẽ chọn phương thức đăng nhập đó là zalo nha anh em ơi zalo nha rồi mình sẽ kích vào zalo đầu tiên là mình sẽ đăng nhập vào cái tài khoản zalo của mình trước ở đây thì mình sẽ dùng cái tài khoản zalo của mình để mình làm demo cho anh em do đó là mình sẽ thực hiện phương pháp là quét mã còn với những anh em nào mà chúng ta có một cái Zalo của người khác á thì anh em sẽ nhập cái số điện thoại vào, nhập số điện thoại của người đó vào rồi anh em bấm nút gửi yêu cầu đăng nhập ở đây nè ha. Bấm bấm nút gửi yêu cầu đăng nhập ở đây thì cái người đang sử dụng Zalo bên kia họ sẽ xác nhận và anh em sẽ đăng nhập được vào cái web, còn mình thì mình quét mã cho lẹ nha anh em ơi. Hoặc là mình sẽ làm theo phương thức là gửi yêu cầu đăng nhập luôn cho anh em dễ thấy nha, còn quét mã chúng ta chỉ việc mở Zalo lên chúng ta quét là đăng nhập được. Bây giờ mình sẽ bấm nhập cái số điện thoại mình vào. Rồi ha mật khẩu thì mình không nhập mình sẽ gửi yêu cầu đăng nhập là người on cái Zalo đó họ sẽ xác nhận giúp mình nha. Rồi mình sẽ bấm đồng ý nó sẽ hiện lên cái cấp cha. Lúc này anh em sẽ chọn cấp cha nè, chọn tất cả hình ảnh có tàu thuyền. Cái nào có tàu thuyền thì mình chọn nha anh em ơi, tàu thuyền nha chứ không phải là tàu tàu lửa đâu. Đây cũng là tàu nè anh em ạ. À, đó, xác thực. Rồi, ở bên Zalo của cái người bên kia họ sẽ hiện lên thông báo và chúng ta chỉ cần xác nhận đăng nhập thôi. Bấm ok là được. Đó anh em thấy không? Như vậy là mình đã đăng nhập xong vào cái Uh, tài khoản Zalo uh, trên cái máy tính rồi. Anh em để ý là góc này nó sẽ có chữ uh, anonymous, đây là cái tài khoản đặt danh anh em ạ, không có gì cả. Bây giờ mình sẽ vào cái bước gọi là nhập những cái thông tin cá nhân. Đầu tiên là anh em cứ nhập uh, tên của mình đi ha, họ tên, uh, ngày tháng năm sinh, giới tính gì đó, rồi tỉnh thành phố, ở đây mình cứ nhập theo đúng cái của mình thôi. Mình ở Hồ Chí Minh mình nhập Hồ Chí Minh, nghề nghiệp thì anh em có chọn đại nhân viên nhân phòng, sinh viên hoặc là anh em À, làm gì cũng được cứ chọn nhân viên văn phòng em ơi rồi tình trạng hôn nhân nè ha rồi đã kết hôn hay chưa cái này thì anh em có thể nhập vừa cũng được không sao cả mình thì cứ nhập theo mình quan trọng nhất cho mình cái thông tin đó là chứng minh nhân dân rồi cái số điện thoại và cái email đây là ba thông tin quan trọng nha anh em ơi mình phải nhập đúng những cái thông tin này nha bởi vì những thông tin này mà anh em không nhập đúng sau này chúng ta sẽ uh, bị ví dụ bị lỗi tài khoản chúng ta không thể nào khôi phục lại được hoặc là mất tài khoản bị hack gì đó thì chúng ta không có lấy lại mật khẩu bát được nha anh em mình phải nhập đúng những thông tin này nha rồi mình sẽ nhập những cái thông tin của mình rồi số điện thoại đây là cái số điện thoại của anh em anh em muốn chuyển cái tài khoản zalo nó về cho người nào thì anh em dùng cái số điện thoại người đó hoặc là anh em lấy số điện thoại của mình cũng được để làm cho lẹ nha tại vì chúng ta sẽ cần số điện thoại này để xác nhận thì mình sẽ lấy số điện thoại của mình nha anh em ơi rồi email bảo vệ anh em sẽ nhập cái email của mình vào anh em chú ý nha cái số điện thoại và cái email này trong có vai trò trong cái việc chuyển đổi zalo sang zin là mỗi ngày như vậy chúng ta chỉ nhận được 20 cái mã OTP để xác nhận thôi nha. Những tài khoản nào mà chuyển đổi cho nhiều tài khoản Zalo quá thì anh em nên đổi số điện thoại khác hoặc là cái email khác nha. Ok, sau khi mình nhập xong rồi mình tích vào cái dấu chọn là tôi đã đồng ý, tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản. Rồi mình kiểm tra lại thông tin một lần nữa. Sau đó, đây, đây còn một cái nơi cấp nữa anh em ạ. À. Rồi mình sẽ bấm ở đây nút cập nhật của mình nó đã sáng lên. Anh em chỉ việc kích vào nút cập nhật này, nó sẽ chuyển cho chúng ta sang một cái trang khác ở cái trang này chúng ta để ý là có ba cái tab ha tab đầu tiên là thông tin cá nhân của anh em vừa nhập vào trong đây đó tab thứ hai đó là cái thông tin bảo vệ thông tin bảo vệ hiện tại trên này mình chưa có cái thông tin bảo vệ chút nữa mình sẽ kích vào nút cập nhật thông tin bảo vệ cho anh em xem ha rồi bên này chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện việc chuyển đổi tài khoản rồi cái tab thông tin bảo vệ này anh em đợt xíu nó mới hiện ra nha anh em ơi đây nó hiện ra cái thông tin bảo vệ ha ở đây anh em để ý giúp mình đó là cái phần email bảo vệ và số điện thoại bảo vệ nó chưa được xác nhận anh em cần phải thực hiện cái thao tác là xác nhận hai cái thông tin này nữa nha anh em cần phải xác nhận hai thông tin này nữa chúng ta mới qua được cái bước thứ ba cái tác thứ ba nha anh em ơi đầu tiên là chúng ta làm gì xác nhận email trước mình kích vào nút xác nhận nếu như mà anh em cảm thấy địa chỉ email này chưa chính xác chúng ta kích vào nút cập nhật còn chính xác rồi chúng ta kích vào nút xác nhận thì lúc này nó thông báo là email xác nhận đã được gửi thất bại gửi email xác nhận thất bại anh em ạ Vui lòng kiểm tra và click vào nút xác nhận lần nữa. Có nghĩa là cái email gửi thất bại rồi. Bây giờ mình sẽ đóng cái này lại. Mình phép gửi xác nhận một lần nữa. Nó báo gửi thất bại nữa rồi nè anh em ơi. Đó nó không thành công ha. Xác nhận cái nữa. Vẫn thất bại. Rồi anh em thấy là sau khi kích nhiều lần. Cái này là do cái hệ thống của nó đang bị quá tải. Đó. Anh em do nhiều người chuyển đổi quá. Nên nó hơi bị rớt xíu. Anh em thấy thông báo là gửi email xác nhận thành công thì bây giờ mình sẽ à, mở cái hộp mail của mình lên cái mail mà anh em vừa nhập lúc nãy á, để chúng ta có cái đường link chúng ta xác nhận ha bây giờ chúng ta thấy là mình đang có cái mail mới ở đây rồi ở đây chúng ta sẽ thấy ở đây có cái đường link mới gửi cho mình lúc là à, 17 giờ 38 phút nè anh em ạ à. rồi mình sẽ kích vào cái đường link xác nhận ở đây nha anh em ạ, à, kích vào đó khi mà anh em nhận được cái thông báo là xác nhận email thành công thì chúng ta đã xác nhận thành công còn nếu như chúng ta xác nhận không thành công thì chúng ta cứ kích lại thử thêm vài lần nữa và nếu kích lại thêm vài lần nó ra một cái trang lỗi một cái trang lỗi không phải là cái thông báo này thì anh em quay trở lại bước này chúng ta nhấn vào cái nút anh em reset lại cái trang web này chúng ta nhấn enter để reset lại trang web này chúng ta nhấn vào cái nút xác nhận lần nữa để nó gửi lại một cái email mới cho anh em đây và chúng ta lại tiếp tục kích vào cái link này để đến khi nào chúng ta nhận được cái thông báo là xác nhận email thành công nha đó như vậy là chúng ta đã xác nhận công bây giờ anh em bấm vào cái nút reset ở trang web này ha chúng ta reset là trang web này thì cái phần xác nhận email á nó sẽ không còn nữa mình sẽ vào lại cho anh em xem cập nhật đây à, chúng ta qua phần thông tin bảo vệ ha anh em thấy là cái phần email nó mất đi chữ xác nhận rồi bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ xác nhận cái số điện thoại bảo vệ này mình sẽ kích vào nút xác nhận ở đây rồi ở xác nhận này thì sẽ cần cái captcha mình sẽ kích captcha ở đây xe mô tô, ok, mình kiếm những nào có xe mô tô nha, đây xe mô tô, ba ảnh, đó, bây giờ nó báo là à, cái cái số cái mã OTP nó sẽ được gửi vào số điện thoại của mình, thì anh em kiểm tra cái số điện thoại mà chúng ta nhập lúc nãy á. cái số điện thoại này nè, à, có mã OTP không thì mình đã nhận được rồi, bây giờ mình sẽ mở lên để mình xem là cái mã như thế nào, mình sẽ nhập cái mã xác nhận vô, rồi cái mã của mình là một hai bốn ba bốn bảy rồi anh em nhập kiểm tra đúng, chúng ta bấm đồng ý Xác thực thất bại anh em ạ à. Vui lòng kiểm tra và nhập lại Nó báo xác thực thất bại rồi 1, 2, 4, 3, 4, 7 1, 1 2, 4, 3, 4, 7 Mình có nhập sai không anh em Thất bại luôn Bây giờ mình sẽ bấm uh, gửi lại Gửi lại nha anh em Nếu bạn sử dụng điện thoại này Không, cái này mình sẽ bấm vào reset lại trên web nha Mình bấm kích kích vào nào đây Chúng ta bấm vào nút uh, xác nhận này lại rồi kích vô đây. Đèn giao thông. Xe đạp. Ủa, chọn tất cả anh vuông xe đạp này, xe mô tô mà ta. Bây giờ cái thời gian gửi mã OTP của nó là duy trì trong 3 phút. Và sau 3 phút thì chúng ta mới gửi lại được cái mã. Do đó bây giờ mình chưa gửi lại được nha anh em ơi. Bây giờ mình sẽ đợi 3 phút sau đó thì mình sẽ tiếp tục uh, gửi lại cái mã này mới được nha. Do đó một số trường hợp anh em thấy là chúng ta không có nhận được mã OTP là chúng ta phải chờ 3 phút thì anh em mới tiếp tục kích vào cái nút à, gửi xác nhận này lại. Lúc nãy là mình sẽ xác nhận mã OTP sai rồi đó. Bây giờ mình sẽ đợi 3 phút nha. Rồi thời gian 3 phút đã trôi qua bây giờ mình sẽ bấm lại phần xác nhận số điện thoại này coi nó có gửi mã OTP về cho mình hay không. Kích vào nút xác nhận, kích vào nút tôi không phải là người máy ở đây. Đèn giao thông một cái, hai cái, ba cái. Rồi hết rồi anh em ơi, kích vào nút xác nhận đó nó hiện lên cái khung này có nghĩa là nó sẽ gửi cho anh em cái mã OTP lúc này chúng ta kiểm tra tin nhắn trên cái số điện thoại mã OTP của mình đó là 688436 rồi chúng ta kích vào nút đồng ý xác thực mã OTP thành công nha bấm đóng để quay lại trang thông tin nâng cao như vậy là mình đã xác nhận được hai cái thông tin đó là email bảo vệ và số điện thoại bảo vệ rồi bây giờ mình sẽ qua đến cái bước cuối cùng đó là chuyển đổi tài khoản sang Zin Bây giờ ở đây chúng ta sẽ thấy ở trên là có cái mục xác nhận số điện thoại và email. Thì cái này trên cái phần hướng dẫn nó có ghi rất rõ cho anh em đó là hệ thống sẽ ưu tiên uh, xử lý về cái email nha anh em ơi. Nói chung là có câu thông báo ở đây, giờ mình làm biến kiếm lại cho anh em quá nha. Thì chúng ta sẽ chọn cái phần là số điện thoại nha. ai à, quên, mình nói là hệ thống của nó sẽ ưu tiên xử lý với những cái xác nhận qua số điện thoại trước nha, email nó sẽ ưu tiên thấp hơn. Do đó mình sẽ chọn số điện thoại nha anh em. Rồi, thông tin chuyển đổi mình sẽ nhập một cái tên ví dụ như là demo chuyển demo. thôi mình đặt cái tên Đàng Hoàng luôn đi ha. À, Đinh Hoàng Sơn Zalo đi ha. Rồi, Zalo. Đó. Rồi, batchwork thì anh em cứ việc đặt cái batchwork theo đúng yêu cầu của nó được rồi, cứ uh, mật khẩu mà càng rất rối thì nó sẽ càng khó nhớ mà càng khó nhớ thì người ta không hack được của anh em. Đó, anh em nhập được thông tin này rồi, ZIN uh, ID, password, password, và chọn phương thức xác nhận sân thoại, sau đó chúng ta kích vào cái nút xác thực ở ngay ở đây. Lúc này á thì, uh, anh em đợi xíu nha, để coi nó có hiện lên cái gì không, nó phải gửi cho anh em một cái tin, đây, nó sẽ gửi cho anh em một cái tin nhắn. Đó, nghe một cái tên cái là biết rồi, anh em nhập cái mã xác thực vô là 288321 đó khi nào anh em nhập mã xác thực xong thì cái nút chuyển đổi ngay nó sẽ sáng lên mình kiểm tra nhớ là phải lưu ghi nhớ lại cái tên đăng nhập nha anh em ơi chuyển xong mà quên tên chết luôn á và bạn có thể yêu cầu gửi lại mã trong vòng 3 phút nha đó bây giờ mình bấm chuyển đổi ngay cái bước này nhiều anh em cũng sẽ gặp một số tình trạng đó là chúng ta kích vào nút chuyển đổi ngay thì đợi rất lâu đợi một hồi nó hiện thị lên cái thông báo lỗi chúng ta chưa chuyển đổi được nếu mà anh em chưa chuyển đổi được thì chúng ta phải chờ hết thời gian 3 phút này chúng ta lấy một cái mã xác thực lại và anh em tiếp tục kích vào nút chuyển đổi ngay mình cứ làm thao tác à, lấy lại mã xác thực nhập vô đây kích nút chuyển đổi cho đến khi nào chúng ta nhận được một cái tin nhắn à, tin nhắn đó sẽ có cái nội dung đó là chúc mừng bạn đã thực hiện chuyển đổi kênh đăng nhập game võ lâm truyền đô bài thành công từ tài khoản zalo sang tài khoản Zin. hiện tại nó chưa gửi thông báo cho mình có nghĩa là cái xác thực này nó đã bị lỗi anh em ạ chúng ta cứ chờ đi và mình sẽ làm lại một vài lần tại vì hiện tại hôm nay là cái ngày đầu tiên mở chuyển đổi từ Zalo sang Zin nên do đó là có rất nhiều người có nhu cầu chuyển đổi nên hệ thống nó sẽ bị quá tải cho nên anh em cứ việc thao tác làm tới làm lui nha hiện tại thế này chắc chắn là lỗi đây em mà mình chưa chuyển đổi được mình cứ sẽ đợi thêm một chút nữa xem nó sẽ hiển thị thông báo gì anh em thấy không nó hiển thị lên cái thông báo là gì uh, invalid uh, captcha token có nghĩa là cái mã này nó đã bị lỗi rồi bây giờ hướng xử lý tiếp theo làm gì anh em đợi hết cái thời gian này nè hết cái thời gian này. À, chúng ta sẽ kích lại bây giờ mình sẽ chờ hết cái thời gian này rồi mình sẽ thao tác tiếp tục cho anh em biết là mình sẽ cần phải làm cái gì nha. Rồi khi thời gian nó xuống hết anh em thấy là cái chữ cái nút là gửi lại mã xác nhận nó sẽ sáng lên cho anh em, chúng ta chỉ việc kích vào nút này thì nó sẽ gửi lại cho anh em một cái mã xác nhận mới. Lúc này cái mã xác nhận mới của mình đã được gửi về đó là 477123 đó. Rồi chúng ta lại kích rồi chuyển đổi ngay đây. Rồi anh em thấy là kích vô nó cũng không ăn nhập gì luôn nha anh em ơi. Nói chung là cái bước này anh em cứ làm tới làm lui, làm tới làm lui cái bước này mình lấy mã xác nhận mới kích vô đây. Rồi đến khi nào mà chúng ta nhận được một cái tin nhắn đó là việc chuyển đổi của mình đã thành công thì lúc đó anh em đã chuyển đổi thành công nha. Rồi do hôm nay là ngày đầu tiên mở chức năng chuyển đổi tài khoản Zalo sang JND do đó hệ thống của bên VNC nó đã quá tải do đó sẽ có nhiều cái xử lý xử lý chưa được anh em ơi. À, hiện tại cái số điện thoại cũng như là cái email của mình đã nhận quá tối đa cái số lượng mã otp rồi bây giờ mình không thể nào nhận được nữa để tiếp tục xác nhận cái bước này thì cái này anh em cứ việc xác nhận thôi cái này mình nghĩ anh em nên thực hiện vào buổi khuya thì nó sẽ tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn à, và chú ý là chúng ta chỉ nhận được 20 mã otp cho một số điện thoại trên ngày thôi nha thì lúc nãy mình đã có làm cho một cái tài khoản zalo khác rồi thì sau khi anh em làm xong chúng ta có thể kiểm tra bằng cách là đăng nhập vào cái id chấm zin Uh, vn ở đây ha Thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức đăng nhập đây mà sẽ đăng nhập cho anh em xem đây là lúc nãy cái tài khoản này mình đã chuyển đổi rồi mình uh, sử dụng đăng nhập nó và nếu như anh em đăng nhập thành công như thế này là chúng ta đã chuyển đổi thành công Nói chung cái bước này anh em sẽ bị vướng ở cái chỗ đó là mình sẽ bị vướng ở cái phần lấy cái mã xác minh này là nhiều nhất còn cái phần thông tin bảo vệ này chúng ta xác nhận rất là dễ quan trọng cái phần này anh em bị vướng là chúng ta không chuyển đổi được nha Hy vọng là những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được cho anh em trong cái việc chuyển đổi từ tài khoản Zalo về tài khoản Zin. Và một lời khuyên chân thành cho anh em là chúng ta nên để cái phần chuyển đổi này qua hai 2-3 ngày sau anh em hãy làm. Hoặc là có thể làm trong những buổi khuya, buổi tối, cái giờ nào ít, giờ cao điểm á, thì anh em làm chúng ta sẽ có tỷ lệ thành công nó sẽ cao hơn nha anh em ơi. À, như vậy là video của mình đến đây đã kết thúc rồi. Và nếu như anh em xem video này nó hữu ích hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.